Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở thực hành toán lớp 2. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 25. Điểm đoạn thẳng, đường cong, 3 điểm thẳng hàng. Như vậy hôm nay chúng ta sẽ học một phần của trong cái này. Rồi, ở đây thầy sẽ giảng luôn cho các em hiểu trong này. Thứ nhất là điểm. Nó khang cổ quá. Điểm là chúng ta sẽ chấm một cái như thế này. Rồi. Và chúng ta ghi điểm A, rồi, chữ A A lớn nha, chứ không phải A nhỏ nha. Hoặc là chấm chúng ta ghi điểm B, đó là một điểm. Rồi. Còn đoạn thẳng đây, thầy lấy luôn cái này. Đoạn thẳng là chúng ta sẽ nối hai cái điểm này lại. À, hai cái điểm này lại là ra là một cái đoạn thẳng. Rồi, đó là đoạn thẳng. Còn đường thẳng thì cũng xuất phát từ cái đoạn thẳng. À, ví dụ như đây là một đoạn thẳng, nó giới hạn bởi hai cái điểm A và B. Còn những đường thẳng thì chúng ta sẽ kéo ra một chút, bên này chúng ta sẽ kéo ra một chút, bên này chúng ta sẽ kéo ra một chút. Bây giờ nó trở thành là cái đường thẳng AB. Vậy thì bây giờ cái đoạn thẳng và đường thẳng nó khác nhau là nó đường thẳng nó kéo ra một chút nên là kéo ra một chút, đó gọi là đường thẳng. Đó. Còn đường cong thì dễ lắm, đường cong nó kiểu như thế này gọi là đường cong. Đó. 3 điểm thẳng hàng. 3 điểm thẳng hàng là 3 điểm cùng nằm trên một đường thẳng hoặc là một đoạn thẳng. Ví dụ như đây, chúng ta lấy một cái điểm C ở đây nè. A, C và B cùng nằm trên cái đường thẳng này. Thì đó là gọi là 3 điểm thẳng hàng. Còn nếu như chúng ta sẽ lấy một điểm chẳng hạn như điểm D chỗ này thì A, D, B nó không thẳng hàng. Đó. Cái này cũng giống như chúng ta xếp hàng mà chúng ta xếp hàng để chào cờ rồi á. Ba bạn đứng thẳng hàng với nhau. Đó. Là có nghĩa là bạn này là tới bạn này rồi tới bạn này, đứng đó gọi là thẳng hàng. Chứ còn hai bạn là đứng đây mà một bạn đứng ra như thế này gọi là không thẳng hàng. Bây giờ chúng ta phân biệt được hai cái này chưa? Chúng ta qua tiếp số 1. Bài 1. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Trong hình vẽ có các điểm là như vậy là điểm A, điểm B, điểm C, điểm H, điểm D và điểm G. Thì có là điểm A này, B này, C này, D này, H này, G. Đoạn thẳng AB, CD, H. Này chỉ có hai đoạn thẳng. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 2. Viết tên các đoạn thẳng trong mẫu hình vẽ vào chỗ chấm. Rồi đoạn thẳng là NM hoặc là MN cũng được ha, đọc ngược đọc xuôi gì cũng được. NM phải MP phải NP. Cái này là MP nha. Còn này NP. Ba đoạn thẳng này là AB, BC, CD. Chúng ta qua bài số 3. Dùng thước đo độ dài đoạn thẳng. Đây, chúng ta đo. Chúng ta đo là chúng ta chú ý cây thước này, ngay chỗ này người ta không có chia vạch. Đừng có để như thế này, để như thế này là sai, chúng ta lùi ra. Con số 0 này nó ngay vô cái điểm M. Đây là 7 cm. Này, số 7 này. Đoạn thẳng MN là 7 cm. Và PQ là này là 8 9 cm. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog, trong blog thầy giải rất nhiều cái đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.